Sáng ngày 28 tháng 9, thành phố Uông Bí tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2018. Hội thi năm nay có chủ đề đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Dự động viên có các đồng chí Hà Hải Dương, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Hoàng Thị Hà, Phó Bí thư thường trực Thành ủy. Tham gia hội thi có 24 thí sinh là các bí thư đảng bộ xã phường, trưởng một số phòng ban ngành đoàn thể thành phố và báo cáo viên tuyên truyền viên cấp cơ sở. Đến với hội thi này thì tôi tham gia với tinh thần học hỏi là cái đầu tiên, và bản thân cũng quyết tâm cao nhất chuẩn bị các đầy đủ các nội dung mà theo cái quy chế của ban tổ chức hội thi đã đề ra. Thì quá trình luyện tập thì tôi cũng đã nghiên cứu và học hỏi các đơn vị cũng như các bạn tham gia thi cùng. Mỗi thí sinh sẽ tham gia 3 phần thi gồm biên soạn đề cương, thuyết trình, trả lời câu hỏi. Nội dung thi gắn với công tác tuyên truyền chủ trương đường lối nghị quyết Hội nghị Trung ương 6-7 khóa 12, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ 19, một số nghị quyết chuyên đề của tỉnh, thành phố và địa phương, cơ quan, đơn vị. Bám sát chủ đề của hội thi là đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các thí sinh tham gia đều lựa chọn những nghị quyết gắn với hoạt động đặc thù của đơn vị. Đảng bộ bệnh viện cũng nhận định và đánh giá đây là một cái cuộc thi hết sức là quan trọng và ý nghĩa trong công tác xây dựng và phát triển Đảng. Và Đảng bộ bệnh viện đã lựa chọn một nghị quyết mà gắn với thực tế công tác chăm sóc sức khỏe người dân của đơn vị. Đó là nghị quyết số 08 của Đảng bộ thành phố Uông Bí về nhiệm vụ và phương hướng năm 2018. Trong đó chúng tôi đi chú trọng vào nhiệm vụ tăng cường chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Uông Bí năm 2018 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của công tác tuyên truyền, triển khai nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Thông qua hội thi thì tôi cho rằng đây là một dịp để các cái đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp từ thành phố đến cơ sở có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau trong hoạt động báo cáo viên để nhằm mục đích nâng cao cái công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị nghị quyết các cấp của Đảng trong thời gian tới. Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Uông Bí diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 9. Trong ngày thi đầu tiên, đã có 18 thí sinh tham gia dự thi.